anh B có Thành hẹn mình đi chơi á, đi chơi buổi tối nhá, lần đầu tiên được hẹn đi chơi buổi tối nhưng mà anh B có Thành vẫn chưa đến, chậm chạp ở cả trong video đó là ngoài đời luôn, cay thật đấy. Mình đứng đây đợi mũi đốt đầy chân rồi này. Ui dồi ôi các bạn ơi, mình vừa nhìn thấy Hookie, nó đằng kia kìa các bạn ơi, nó đằng kia kìa. Ôi rủ ốc đi chơi mà chả thấy ốc đâu nhỉ? Hay ốc cho mình leo cây rồi ta? Tomorrow. Bực hết cả mình các bạn ạ. Hôm nay anh Đu Thành phải hỏi cho ra lẽ, hôm qua rủ ốc đi chơi thế nào ốc lại cho anh leo cây. Ra đợi mãi mà chả thấy ốc đâu, cay thật sự. Ốc, anh hỏi, sao hôm qua anh rủ em đi chơi ra anh đợi mà anh mà chả thấy em ở đâu hả hả? Hôm qua em mới là người đợi anh mà. Em đợi anh ăn mỗi đốt xương chân mà chả thấy anh đâu thì có. Thôi các bạn ơi, ốc bốc phết đấy các bạn ạ. Các bạn không, hôm qua anh đợi đi từ cái chỗ đợi đến tận cái cầu, đi lại lại tìm mãi không thấy ốc đâu. Có phải em cho anh leo cây em muốn biến anh thành con khỉ đúng không? Rõ ràng hiện em ở công viên mà. Ở công viên thì có cầu nào? Ở công viên nó có Hookie. Really? Hookie ở đâu ra? Làm gì có Hookie ngoài đời thật. Em đừng có mà bốc phết, em đừng có mà mồm điêu đi. Em gõ đầu cho em cái nhá. Anh chả tin thì thôi, buổi tối hôm qua em thấy nó ở cái khu cầu chuẩn ở công viên ấy. Em sợ quá em phải bỏ chạy về vội luôn. Hôm qua anh mà đến sớm hơn là anh nhìn thấy có Hookie rồi. Nhưng mà chắc nó vẫn ở đấy. Nên là hôm nay chúng ta cùng đi xem nó Hookie đi. À mà không được, nó là một con quái vật. Nếu mà chỉ có anh với em đi, nó ăn thịt ngay. Nó ăn thịt giống như ở trong game Poppy Playtime ấy. Bây giờ mình phải có nhiều người hơn để đi ra đấy. Nếu như mà mình có bị bắt thì cũng có người cứu mình, hiểu chưa? Nếu mà mình bị bắt bị ăn thịt rồi thì lấy ai làm video cho các bạn xem nữa? Em đừng có mà lừa anh nhá. Được rồi, tí anh sẽ đi theo em để xem có thấy Hookie ngoài đời thật không. Nếu mà anh không thấy Hookie thì làm sao? Em sẽ mua cho anh 1 triệu tiền trà sữa. Ok. Này, biết gì chưa? Hôm qua chị đi công viên và đã phát hiện ra con Hookie. Nó ở ngoài công viên ấy. Ui, con Hookie hả chị? Em chưa được nhìn thấy nó bao giờ luôn. Đúng rồi, nó không to lắm đâu, nó to bằng em. To bằng em luôn. Thế là Hookie có thật hả chị? Đúng rồi, chị nghĩ thế, nhưng mà tại vì hôm qua trời tối nên chị không có nhìn rõ. Hôm nay chị đã rủ anh B của Thành đi để chúng ta tìm cái con đấy xem nó có thật hay không. Nhưng mà bọn chị lại sợ chết, hiểu không? Sợ chết hả? Ừ, sợ chết. Chúng nên là cùng nhau đi. Nhưng bây giờ bọn mình cùng nhau chết thì nó vui hơn. Đấy. Hiểu không? Chết một đống còn hơn sống một mình, đúng không? Đúng đấy, đúng rồi. Bây giờ 4 người mình đi là kiểu gì cũng chỉ có 1 trong 4 đứa chết, còn 3 đứa chạy được, đúng không? Đấy. Thế bây giờ mình sẽ ra công viên. Đúng rồi. Ok, chúng mình cùng nhau ra công viên thôi. Các bạn ơi, đi tìm con Hookie nó đáng sợ lắm. Vậy nên mình không thể đi tay không được các bạn ạ. Và đây, đây chính là vũ khí của mình để đi bắt con Hookie. Còn đây là cây rìu hình đầu lâu xương dẻo của mình. Mình sẽ cầm ngay này đi, bảo vệ chị Quyên và chị Ốc các bạn ạ. Đó, các bạn thấy nhìn thì ghê chưa? Ui, sợ quá. Ô, tại sao lại phải mang đồ nhỉ? Con này đáng sợ thế thì mình gặp nó mình chỉ cần chạy thôi. Mình đừng đánh lại nó, kiểu như thế là lựa chọn cái chết đấy. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Chính là cái công viên này, ngày hôm qua chị đã nhìn thấy con Hookie đấy. Đâu, em có thấy con Hookie nào đâu. Ô, hình như nó ở trên cây hay sao á chị ạ? Ôi, em bị ảo rồi, nó to lắm, nó không leo được cây. Ở bên kia chỗ cái cầu chuột ấy. Đi thôi, ta phải đi bên đằng đấy. Thế thì mình phải đi thôi. Mà không biết em đi trước đi, chị đi sau. Thế hả, em có vũ khí mà, để em bảo vệ chị. Ui mấy đứa ơi, hình như nó ở trong này hay sao á. Đâu, Hookie đâu hả anh Minh Quy Thành? Thôi chị đẹp ơi. Hình như trong này toàn là giang thôi mà, chị quên anh Minh Quy Thành ơi. Trời ơi, mình bị anh Minh Quy Thành lừa rồi. Mấy đứa nó bị anh lừa. Chui đầu vào thùng rác luôn. Trong đấy làm gì có Hookie các bạn. Hookie làm gì để chui vào thùng rác. Nó có bị ngu thế đâu đúng không? Trong đấy toàn là rác, bốc mùi lắm. Thôi, đi ra đầu kia kìa. Đi à? Thế lại đi thôi. Đau quá.
Trời ơi, đánh chửa cái này, nó dám làm anh ngã. Ui, bực kích cả mình, à, đau quá, ai. Đúng là quả báo sẽ đến sớm thôi anh Minh Quy Thành ạ. À. Rồi, quả báo à. Bây giờ không thể là cả một lúc đi tìm Huggy được. Anh nghĩ là phải chúng ta phải chia nhau ra tìm thì mới nhanh chóng mới tìm được con Huggy chứ. Bây giờ đi cả bầy này thì nó không có tác dụng gì cả. Cả khu công viên này nó rộng lắm các bạn này này. Đấy, rất là rộng luôn. Thôi, hay bây giờ chia đội như thế nào đi. Thôi bây giờ nhá, em và chị Quyên sẽ làm một đội có vũ khí để đi tìm con Huggy. Đúng rồi, bọn mình có vũ khí, bọn mình sẽ đi tìm và giết nó. Ok, thế ốc chắc là theo đội của anh đúng không? Đúng rồi, đội thấy Huggy là chạy nha các bạn. Đúng không? Ok, mình thấy Huggy là mình chạy luôn. Đúng chứ, rồi. Chứ mà đánh nhau với nó chắc gì thắng nó. Nó là quái vật mà, mình chạy trước để cho Quyên với Hiệp bị nó ăn thịt. Đúng rồi. Rồi, thế nhá. Rồi bây giờ chia nhau ra đi tìm đi mấy đứa. Sau đó chúng ta sẽ tụ tập lại ở đây nhá. Ôi chị Quyên ơi, ở cái công viên này nhiều đồ chơi quá. Hay là mình đi chơi trước đi, tí nữa tìm sau, tại vì mình có vũ khí cơ mà. Ừ, thế thì ở đây mình thấy gọi, à chị thấy có cái xích đu này, hay mình vào để xích đu đi. Em, chị ngồi đây em sẽ đuổi chị đi. Mình phải cất đồ chơi cái đã. Cất vũ khí đã. Ô, ở đây có một cái xích đu bị gãy làm đôi luôn rồi. Thế thì chơi kiểu gì ta? Thế thì cho anh Hiệp cái đấy nha, chị Quyên xí cái này cơ. No, không, chị Quyên phải cho em cái này. Không, anh Hiệp phải nhiều con gái chứ. Không, em là em mà, chị phải nhường em chơi cái xích đu này cơ chứ. Không, giải trí. Không. Ôi trời. Ha 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 ha. Này thì không cho mình chơi này. Bây giờ mình đã có cái xích đu này để mình chơi một mình rồi. À, dám chôn chị à? Không được rồi, mình phải nghĩ cách chôn trả thù anh Hiệp thôi các bạn ơi. Ui dồi, hình như cái xích đu này đảo rồi, đẩy mãi không lên các bạn ơi. Ui, ô ô, cái xích đu của anh Hiệp bị hỏng à? Em không biết được nữa, em đẩy nãy giờ không lên chị ạ. Thế để chị Quyên đẩy cho nhá. Đây này, nhìn này. Ui dồi, ui ui ui, cao quá chị Quyên ơi. Anh Hiệp đã đăng xuất khỏi trái đất rồi bạn ạ. Thế bây giờ cái xích đu này là của chị Quyên nha. Đó, cho chết à, ai mà cái tội tranh với chị Quyên. Ui ông ơi, ở đây có cái bập bênh chơi vui quá này. Ờ, chắc bây giờ Quyên Hiệp đang tìm Huggy rồi. Bây giờ mình không phải gì phải đi tìm. Lát nước Quyên Hiệp tìm thấy là mình cũng tìm thấy Huggy. Ờ, với cả biết đâu tìm thấy bị nó ăn thịt thì làm sao, đúng không? Chà. Oh, no. Cứu ông chứ, đều ông nặng quá, ông nặng như con heo là mình bay ra cuối cột điện. Ôi chị Quyên ơi, ở đằng sau mình có một cái cầu trượt này chị Quyên. Vậy thì chúng mình đi chơi thôi. Thôi để em đi lên trước cho. Ui, thế cái cầu thang này bé tí thế nhỉ. Trời ơi, liệu có vừa anh Hiệp không? Các bạn ơi, ở đây có một cái cầu trượt hình ống. Có lẽ là cái cầu trượt này chơi rất là vui đây. Bây giờ mình sẽ chui vào xem nha. Ui, ui trời ơi, cái cầu trượt này bé quá. Làm sao để chui xuống bây giờ? Ui dồi, chui nãy giờ rồi mà vẫn không vừa. Bực cái cầu vọng, à, cầu trượt này thật đây. Ui giời, anh Hiệp chỉ được cái to xác, chả được cái tích sự gì cả. Nhìn chị Quyên chơi đây này. Chị Quyên bị mắc kẹt ở đây rồi các bạn ơi. Này thì cười ngày hôm trước, hôm sau người cười đấy chị Quyên ạ. Anh Hiệp hãy đợi đấy. Anh ơi, chị Quyên ơi, chị Quyên. Ờ, không biết sáng nay em ăn cái gì mà em đau bụng quá chị Quyên ơi. Chắc em phải chạy đi vệ sinh mất gấp mất thôi ạ. À. Thế anh Hiệp đi vệ sinh đi. Chị Quyên ngồi đây, chị Quyên đợi nhá. Chị Quyên gặp mua anh Hiệp ơi. Ok. Đi thôi. Trời ơi, không biết ăn phải cái gì. Các bạn ơi, tìm thấy con Huggy rồi. Đây, đây chính là con Huggy đúng không các bạn? Huggy. Đây, đây chính là Huggy rồi. Đây. Huggy đây chứ còn gì nữa. Really, nigga? Anh Bích Hành chả biết gì cả. Con này mà là con Huggy cái gì? Nó như là cái con chuột ấy, nó chỉ có màu xanh giống Huggy thôi. Ngươi có phải Huggy không? Chính ngươi là Huggy, tao biết thừa rồi. Đồ ngu, đồ ăn hại. Cái gì thế, ốc xoay đánh anh? Đây không phải là Huggy. Rõ ràng nó màu xanh của Huggy mà sao lại không phải Huggy? Nhìn nó là con chuột mà. Chuột à? Ờ. Sao anh cứ thấy nó giống Huggy nhỉ?
Anh sai rồi. Ô, tìm mãi mà không thấy anh Hiệp đâu nhỉ? Ô, con Húc Ghi kìa. Chạy thôi. Ôi trời ơi, mình phải về phố. Anh Minh Quy Thành với chị Ốc ngay mới được. Ôi anh Minh Quy Thành với chị Ốc ơi. Ông ơi, em làm cái gì đấy? Em đang soi Húc Ghi. Húc Ghi, mình không cần phải đi xa, mình chỉ cần ngồi một chỗ và mình zoom camera lên là nó phát hiện là mình ở đâu là biết ngay. Em đừng có mà bốc phét, thế em nhìn thấy cái gì chưa? Em thấy mệt. Thấy mệt, không thấy gì đâu. Hay là em nhìn nhầm? Ôi anh Minh Quy Thành với chị Ốc ơi, em vừa đi tìm Hiệp, em thấy gặp con Húc Ghi đó ngoài kia kìa. Hình như là anh Hiệp bị con Húc Ghi nó ăn thịt rồi hay không ấy. Hả? Bây giờ chúng mình phải đi cứu Hiệp hay là chúng mình nên đi về nhỉ? Phải hay đi... chúng mình nên đi về đi. Không, nếu mà cứ để thế thì nó lại ăn thịt tất cả mọi người à? Thế thì không được rồi. Thì chúng ta phải đi tiêu diệt con Húc Ghi. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng mình đi đông quá, nó nhìn thấy chúng mình chắc chắn nó sẽ chạy mất dép đấy. Nên là bây giờ, Quyết ơi, có vẻ là em là hợp với miếng mồi của nó đấy. Nó thích ăn thịt em đấy, nên bây giờ em làm mồi nhử đi. Không, anh với chị Ốc sẽ trốn ở gốc cây, nó sẽ là tiêu diệt xong nó. Xong anh chị sẽ đập nó. Rồi, thế thì em sẽ ra gạo Húc Ghi, Húc Ghi cho, để xong rồi cho hai anh chị tiêu diệt nó nhá. Ok, đi đi. Chắc là con Húc Ghi Húc Ghi sẽ không nhìn thấy được mình ở đây đâu các bạn ạ. Mình đã trốn rất kỹ rồi. Và mình còn lụm được cái vũ khí của Quyên lúc nãy. Bây giờ mình sẽ đứng từ xa và mình ngắm bắn nó các bạn ạ. Thế thì lúc nó đuổi mình sẽ chạy trước. Sao mãi mà chưa thấy nhở? Ui ông ơi, anh thấy con Húc Ghi rồi kìa, em nhìn thấy không? Đúng, em nhìn thấy rồi, bây giờ em sẽ lấy cái này đây bắn nó được chưa? Rồi. Ông làm đi, bắn cung vào người nó, bắn đi. Bắn đi. Ui giời, bắn hụt rồi, thế này làm sao mà tiêu diệt được nó, xem anh ạ. Chạy. Ui giời, ông chạy trước rồi các bạn ạ. Không được, anh sẽ tiêu diệt nó. Xiết ăn. Không, em đau quá. Hóa ra là em là Hiệp. Sao em lại là Húc Ghi hả Hiệp? Mọi người tìm em đấy, sao nói giờ? Thì lẽ em lừa chị quên, em bảo em đi vệ sinh xong em về em lấy bộ đồ Húc Ghi em mặc ra em trêu anh chị thôi mà. Thế này còn đáng đánh hơn đấy các bạn. Đánh hơn được các bạn. Dám cho mình này. Ủa, thế là Húc Ghi có ngoài đời thật nhưng mà là Húc Ghi Hiệp à? Chắc chắn hôm qua cái Húc Ghi mình nhìn thấy chắc là Hiệp tối qua cũng đi chơi rồi. Chắc Hiệp mặc bộ đồ này tính dọa các bạn đúng không? Thật ra là tối qua em định ra công viên này để dọa các bạn trẻ con nhưng mà ai ngờ lại gặp cả anh chị luôn. Thế là nó dọa cả anh chị luôn. Thế là phải đổi việc rồi các bạn ạ. Thế mà cứ tưởng có Húc Ghi thật thôi. Dù sao đây cũng là Húc Ghi thật nhưng mà là Húc Ghi trong vai ở đâu, Hiệp trong vai Húc Ghi. Thôi các bạn ơi, thế tụi mình phát hiện ra là ở đây không có nhà của Húc Ghi đâu. Mà Húc Ghi ở đây nó cũng chắc không phải nơi sống của nó đâu. Thế các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Còn bây giờ chắc là tụi mình kết thúc video ở đây rồi. Bắt được Húc Ghi rồi. Bye bye. Bye bye.